Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Philippines với hy vọng có thể lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tuyển Việt Nam đã trải qua 4 lượt trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 không thành công dưới thời người tiền nhiệm Chu Xie. Những chiến binh sao vàng chỉ có một chiến thắng trong 4 trận đấu. Đáng chú ý, hai trận thua trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp là Indonesia đẩy tuyển Việt Nam vào thế bất lợi. Hiện tại, Việt Nam kém đối thủ tới 4 điểm, trong khi vòng loại thứ 2 chỉ còn 2 lượt đấu nữa. Đầu tháng 5 vừa qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Việt Nam thay ông Chu Xie. Suốt một tháng nắm quyền, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nỗ lực xây dựng một bộ mặt tích cực cho đội nhà. Dấu ấn bước đầu chính là việc tuyển quân cũng như tạo bầu không khí tập luyện giàu sức sống hơn cho các cầu thủ. Hướng đến trận đấu với Philippines, ông Kim Sang-sik triệu tập 27 tuyển thủ, trong đó đều từng có ít nhất một lần lên đội tuyển trước đó. Nhà cầm quân Hàn Quốc hiểu rằng đây không phải là giai đoạn phù hợp để mình làm mới đội hình. Thay vào đó, kinh nghiệm và cảm hứng chơi bóng từ những ngôi sao là yếu tố quyết định đến thành bại trong hai trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik một mặt muốn có màn ra mắt suôn sẻ với mục tiêu chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Mặt khác, kết quả tốt trước Philippines có thể giúp cho đoàn quân áo đỏ mơ về việc lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở vòng loại thứ 3. Philippines là đối thủ khó lường. Tuyển Việt Nam có thể đi tiếp trong trường hợp phải giành tuyệt đối 6 điểm và Indonesia chỉ có tối đa 1 điểm trước Iraq và Philippines. Khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tạo nên bước ngoặt rất thú vị tại đấu trường châu lục. Đội tuyển Việt Nam có quyền hy vọng và Philippines cũng có động lực để nghĩ về một kịch bản đẹp. Đội bóng có biệt danh The Akan vốn dĩ mới chỉ giành 1 điểm sau 4 lượt đầu tiên. Khoảng cách giữa họ và Indonesia đã lên tới 6 điểm. Song, điều đó không có nghĩa cơ hội chấm dứt với thầy trò huấn luyện viên Tom Sinfiet. Nếu giành chiến thắng trước Việt Nam lẫn Indonesia, đồng thời cả hai đối thủ trên chỉ giành tối đa 7 điểm và thua về chỉ số phụ, tuyển Philippines sẽ giành quyền đi tiếp. Kịch bản trên đương nhiên hội tụ rất nhiều yếu tố. Nhưng chí ít, nó tạo nên động lực để Philippines không buông xuôi. Bản thân huấn luyện viên Tom Sinfiet cũng muốn chứng minh những đổi thay của nhà với chiến lược nhập tịch. Nên nhớ, trong chuyến sang Việt Nam lần này, nhà cầm quân người Bỉ cũng đăng ký một số tân binh đáng chú ý. Có thể kể đến trung vệ 27 tuổi sinh ra ở Iceland Christopher Reyes, cựu tuyển thủ U15 Mỹ Zico Bailey, cựu tuyển thủ U17 Canada Matthew Bandisimo và đặc biệt là tài năng trẻ một thời của bóng đá Bỉ Dylan Demion. Philippines từng thua Việt Nam trong 5 trận gần nhất. Lịch sử cũng chứng minh đội bóng này chưa bao giờ được xếp chung mâm với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể dễ dàng đánh bại đối thủ này. Trong bối cảnh những chiến binh sao vàng không có được hàng thủ tốt nhất khi Bùi Hoàng Việt Anh bị treo giò hay Ngọc Hải vắng mặt, nguy cơ thủng lưới của tuyển Việt Nam cũng cao hơn. Do đó, Việt Nam cần đảm bảo hàng phòng ngự vững chắc, đứng vững trong suốt 90 phút trận đấu trước khi nghĩ đến việc tấn công ghi bàn để mang về lợi thế. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6 trên sân Mỹ Đình. Thưa quý vị, tối 4 tháng 6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi rèn quân trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là buổi tập có ý nghĩa rất quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 6 tới. Và trong ngày hôm nay, trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Philippines đã diễn ra cuộc họp báo về trận đấu này. Đây là trận đấu đặc biệt khi cả Philippines và Việt Nam đều có tân huấn luyện viên trưởng. Trong khi ông Tom Sinfiet của Philippines đã huấn luyện trên dưới 10 đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik mới lần đầu nắm quyền ở cấp độ đội tuyển. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên VTC từ cuộc họp báo tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dù rằng là chỉ trong 5 ngày rất là ngắn thôi, tuy nhiên thì tôi cũng đã cố gắng để có thể truyền tải những triết lý cũng như là chiến thuật của mình với các cầu thủ. Và các cầu thủ cũng đang theo rất là tốt và tôi tin rằng là với cái điều đó thì chúng ta có thể có được kết quả tốt vào ngày mai. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì đã có một trận ra mắt với kết quả hòa và tôi biết là mục tiêu của trận đấu ngày mai sẽ là một chiến thắng. Và bản thân tôi cũng biết được những cái áp lực khi là huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì chúng tôi có sự ủng hộ của những người hâm mộ và chúng tôi được thi đấu trên sân nhà cũng như là đã có một cái sự chuẩn bị tương đối tốt và tôi tin rằng những điều đó thì có thể sẽ mang đến kết quả tốt ở trận đấu ngày mai.
Trước đó thì tôi đã nói rằng là tôi mong muốn có thể trở thành những người Anh của các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Việt Nam, và cái chữ Anh này nó có ý nghĩa rất là lớn, mà rất nhiều ý nghĩa, như là trong cuộc sống hàng ngày thì bản thân tôi sẽ cố gắng trở thành một người thân thiết, một người giống như là một người Anh trong gia đình của các cầu thủ. Còn trong việc tập luyện thì tôi sẽ cố gắng để có thể hướng dẫn, có thể định hướng cho các cầu thủ để họ có thể hiểu được và làm theo những cái yêu cầu về tập luyện một cách chính xác nhất. Và bản thân tôi thì cũng sẽ cố gắng để có thể có một cái sự thân thiết, những sự kết nối và đem đến, và hy vọng rằng là những cái điều đấy sẽ đem đến những điều tốt nhất cho các cầu thủ. Thời gian chuẩn bị khá là gấp gáp, cái đơn thi đấu khá là dày đặc. Tuy nhiên thì các cầu thủ cũng rất là đồng cảm với huấn luyện viên trưởng, nhưng mà chúng tôi luôn luôn ra sân với tinh thần cao nhất, và thật sự là thời điểm tại thì toàn đội đang ở trong cái trạng thái tốt nhất để bước vào trận đấu. Chắc chắn rồi, chúng tôi đã có một cái sự nghiên cứu rất là kỹ về đội tuyển Việt Nam qua rất là nhiều những cái video phân tích, và chúng tôi cũng đã biết được cái chất lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Và đội tuyển Việt Nam là một đội có cái khả năng, có kỹ năng tốt, có khả năng kết nối và có những cầu thủ trẻ nhưng cũng rất dày dặn kinh nghiệm. Và tôi thấy rằng là đội tuyển Việt Nam thì cũng là một đội bóng đang rất là mạnh ở Đông Nam Á, và các cầu thủ thì hiểu với nhau rất là rõ, và tôi rất là thích cái phong cách của Việt Nam. Và tôi cũng ngạc nhiên về cái kết quả của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup vừa qua. Đối với cả huấn luyện viên thì một số cầu thủ của chúng tôi cũng từng có cái cơ hội để có thể tiếp xúc với cả huấn luyện viên Kim Sang-sik, và tuy nhiên thì chúng tôi cũng không biết rằng là trong trận đấu ngày mai thì huấn luyện viên sẽ áp dụng cái phong cách thi đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam, hay là sẽ có một cái gì đó mới. Chúng tôi biết phong cách thi đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi cũng biết chất lượng huấn luyện viên, nhưng không biết rằng là các bạn sẽ áp dụng cái điều đó như thế nào trong trận đấu ngày mai. Và ở trận đấu trước thì chúng tôi đã nhận kết quả thua, tuy nhiên thì đội tôi đã có cái sự chuẩn bị rất là tốt cho trận đấu lần này, và chúng tôi đang có một cái tinh thần rất là tốt để có thể gặp Việt Nam trong trận đấu ngày mai. Cũng hy vọng rằng ở trận đấu ngày mai thì có thể đạt được kết quả như mong muốn. Tôi thì đã có rất nhiều năm để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, tuy nhiên thì tôi không nghĩ rằng là đó sẽ là một cái lợi thế để giúp tôi có thể tốt hơn huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và tôi nghĩ rằng là tuy rằng là đây là lần đầu tiên mà huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tuy nhiên thì trước đó ông đã có rất nhiều thành công của cấp độ câu lạc bộ. Tôi thấy rằng là đây là một huấn luyện viên rất là tốt, có chất lượng rất là cao, và tôi cũng có một cái kỳ vọng vào ông Kim. Thưa quý vị, sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ 3, trong khi Philippines có 1 điểm, đứng cuối bảng. Trong trận đấu lượt đi trên sân Rizal Memorial, đội tuyển Việt Nam đã thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Philippines. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik với 5 chiến thắng gần nhất trước Philippines trên mọi đấu trường. Đội tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho trận ra mắt của ông Kim Sang-sik